Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Nguyễn Công Ước. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà trưởng thôn. Sáng nay thì em Phành có nhờ anh em, bạn bè, hàng xóm đến giúp để mà vận chuyển cát xi đi vào trong nhà để tiến hành chát tường với cả lát gạch hoa. Thì sáng nay xe em Trung bị ban bánh ở cái đoạn chỗ nhà ông Báo đấy, nên là lên hơi muộn một tí. Vì hôm nay trời mưa, đường rất là trơn. Trung ơi, đổ chưa? Xong chưa? Tí có đi chạy chuyến nào nữa không? Có chứ. Đi sang bên Lùng Cáng à? Không, Lùng Cáng thì chiều mới đi. Để trở vào hai chuyến vào trong Thuận Hòa này đúng không? Đi vào trong Thuận Hòa này á? Hôm trước anh thấy em chở gạch đỏ vào cho ở trên này đây. Đấy họ xây nhà hay xây gì? Xây nhà bếp anh ạ. Xây nhà bếp bằng gạch kia cả, gạch vuông kia cả. Vâng. Hôm qua chở cho nhà sư cũng xây gạch bếp bằng gạch đấy mà. Ở đây luôn là có gì giải ra không? Không có. Không cần đâu. Không cần đâu gì? Em đổ luôn đi. Cái này nó đất đỏ thôi mà. Hôm trước cũng đổ qua một lần rồi. Chát sợ nó lại dính những cục sỏi này này nhờ. Nhiều chứ. Được rồi, còn một tí dính ở thùng thôi, không sao đâu. Chỗ đấy cho em chở đi về ấy. Tí trừ tiền nhá. Về luôn đi Trung ơi. Trung ơi, về luôn đi. Ghi vào nhá. Cát xi hết bao nhiêu ghi vào nhá. Đi khó không? Đi hai bao ấy. Có khó lắm. Không khó đâu à? Đường trơn lắm, đi một bao một thôi. Thật. Cho nó an toàn. Không sợ trơn đấy. Trơn cũng đi được. Vẫn đi được cả. Em này được cái tay lái tốt đấy. Được cái tay lái tốt. Hai bao xi mà đường rất là trơn. Được bế. Được hết. Bà con chắc tí mới đến rồi nhỉ? Chắc tí rồi. Bao giờ xe vừa đến. Bà con trên này là cứ phải nhìn thấy xe với vật liệu đến thì bắt đầu mới đến giúp. Không nên đến. Hôm qua thì cũng bảo trưởng thôn nhờ trước rồi. Sáng nay thì bà con đến sớm nhưng mà xe đã không lên được. Vì xe lại bị ban bánh ở đoạn ngoài kia. Thế là bà con mưa nên là đi về. Được không? Hai bao xì. Thật nhá. Đi từ từ thôi. Được đấy, em này đúng tay lái cửa khôi đấy. Căn bản chân dài cơ nhờ, chân dài mới chở được. Xài đi một chuyến đi. Đi được mà. Hay vác một tải xi đi. Xi đi thôi. Được nhưng mà bẩn. Được nha. Bẩn hết. Được đấy. Vẫn chưa chào rồi. Mua đi. Đấy bây giờ bà con đến dần rồi đây. Anh nhớ chưa chào. Lâu lâu lại có một hai người đến. Anh nhớ. Cây này để khênh xi à? Anh chưa chào đây cả tí nào. Xe máy bây giờ mà đi nhiều xe cũng vướng nhau thôi nhở.
đường nó bé, không có đường tránh. Nên là cũng phải đợi nhường nhau thì cũng như nhau. Nào, cố lên. Quá nhiều, đi một bao nó quá nhẹ nhỉ. Quá nhiều. Mỗi người 25 cân thôi. Một bao xi là 50 cân mà. Nào cháu hộ cô nhá. Rồi, lên. Đấy. Phải có người nhấc đằng sau để điệu đi mới lên được. Từ từ. Xuyết nữa cái cán cuốc này vào trong vành xe. Chào tỏa. Nay lại vất vả rồi. Đang đi vào trong nhà lấy cái gì, lấy đồ cái gì. Được đấy, đi cẩn thận nhá. Cứ đi từ từ thôi, an toàn là bạn. Em này chở từ sáng đến bây giờ toàn đi 2 bao 1. Đếm sơ qua bây giờ cũng hơn 20 người rồi. Nó cần cái mà mua con đá mua đá hũ mà. Về mua ít tiền đá sẽ là thì ông mà lo. Ô cũng mua mình chỉ có như là thắp cho anh đấy thôi à. Được một nửa chứ Tỏa ơi. Chắc từ giờ đến trưa là gần xong. Mấy giờ rồi? Bây giờ chắc 10 giờ rồi. Quá. Mười giờ kém 20. Sáng nay là xe lên hơi muộn quá nên là làm muộn. Xe bị ban bánh không đi được. Tỏa này rất là đều nhá. Chị nào bé bé thì cho nhiều phải không? Chị nào to béo thì lại múc vào ít. Tỏa cái này không cần cào sát mấy đâu. Không tí sợ nó dính sỏi vào là chát nó khó lắm. Đúng không em có nhận không? Lúc mà xoa một cái dính sỏi vào là nó rụng hết luôn. Trước anh đi làm xây anh biết mà. Hai đứa này đi đâu này? Đi đâu ấy? Lại đi cắt cỏ trâu à?
Đi xa không? Đi tận đâu? Có này là suốt ngày đi cắt cỏ trâu thôi. Không biết làm gì ngoại trừ đi cắt cỏ trâu. Công việc là thế thôi. Thích đi chơi đâu, đi cái vấn đề sáng cắt cỏ trâu là được. Cắt cỏ phải xong việc nhà tiếp tục đi chơi. Nhưng mà còn không có thời gian đi chơi mới. Đi bây giờ đã trưa mới về rồi. Sắp xong rồi các chị ạ, cố lên. Được một nửa rồi. Đến rồi. Nửa bên này ít hơn mà. Bên này cái mỏm đất ở dưới nó cao hơn. Chỗ này nó sâu hơn. Một xe cũng được nhiều đấy chứ nhờ. Tỏa đây á, anh đi lên trên nhà phành đi. Đi sang nhà bên đấy xem là thế nào. Đi cùng các chị đi về luôn. Đi lên trên nhà em phành. May gần đến trưa thì trời nó cũng không mưa. Sáng nay thì có mưa. Ấy ấy ấy, cẩn thận. Cứ bình tĩnh như lúc chia tiền. Em này chở cả buổi sáng rồi. 231 đi cái đường này. Rất là trơn. Trơn lắm nha, đoạn này trơn nha. Bị vướng à? Bám luôn cả bánh luôn này. Bóp phanh phát là bám. Sợ thật. Úi chú ơi. Các chị với các bác là đi ủng nên là đi cái đường này được. Còn đi dép thì trơn lắm. Xe lốp toàn đất rồi nhờ. Cố lên, mấy chuyến nữa xong rồi. Đấy, em đấy là đi xe máy chở từ kia trên kia xuống đến đây cứ 231, xong là trưởng thôn nơi mấy anh em với xài này là vác lên khiêng lên, hai người khiêng một bao. Anh có khát đâu. Trưởng thôn toát hết mồ hôi rồi nhờ. Mấy chuyến rồi đấy. Mấy chuyến rồi? Chuyến thứ 8 rồi. 8 chuyến rồi cả. Ừ. Thôi cố gắng lên, sắp xong rồi. Xi này lên em xếp gọn vào nhá. Vâng. Em để vào trong nhà bố rồi. Ok. Nào xài nhanh lên, đi luôn. Đi luôn. Xài này được cái rất là khỏe. Ôi giời ơi, nhanh. Thanh niên xài được mệnh danh là người không bao giờ biết buồn. Có chứ. Lúc nào cũng cười. Có buồn không? Lúc buồn thì cũng vẫn buồn, lúc vui thì vẫn vui à? À, để xi vào trong nhà ông bà. Cháu chào bác nhá. Ờ, để đây là quá an toàn rồi nhờ. Mưa gió không sợ bị ướt. Sáng nay quên lấy cái vung nồi lên cho chủ thôn rồi. Mai đấy nhá. Sáng ngày mai anh lấy lên cho. Vung nồi lần trước chủ thôn mua của anh Quân. Nghỉ giải lao uống nước đây. Ừ. Nghỉ đã, nghỉ giải lao uống nước được mà. Không muốn ăn tao. Ờ, đang nghỉ giải lao à? Đâu đi xem là cát lên được từng nào à? 6-7 chuyến rồi à? Thôi nghỉ một tí xong làm tiếp. Nóng đấy nhờ. Ướt hết cả người đây. Ôi. Anh ướt hết người này cơ. Nóng rồi. Ôi. Nghỉ sao thì anh ạ? Trưởng thôn cũng ướt hết áo rồi đây. Ướt hết rồi. Thôi cố gắng lên. Sắp có nhà đẹp rồi. Còn khoảng mấy chuyến nữa nhỉ, Phanh à?
Bây giờ chắc là 2 chuyến này. Si là còn 2 chuyến là xong nhỉ? Ừ, là công si. Ờ, cát thì chắc phải... Cát thì vừa đi một nửa. Cát thì chắc khoảng... 4 lượt nữa là hết. Đi đâu này? Em đi trên quán. Đi quán mua gì? À đây anh bảo này, ra đây anh nhờ. Đi mua mấy chai nước ngọt về đây uống. Đây anh đưa tiền cho. Rút lấy tờ 100 này. Đấy, đi mua tí về cho các chị uống nhá. Vâng. Em xin nhé. Ờ. Chở xong bây giờ lại đi hộ điệu à? Em này rất chịu khó nha. Sáng khác một mình ấy, xe máy chở từ trên kia xuống đến đây. Bây giờ lại tiếp tục đi lên hộ các chị điệu tiếp cát. Nặng không cô? Không thì khiêng đi, nặng thì khiêng đi. Bị lẻ à? Khổ thân em cô. Không có đôi nên là tự vác một mình một bao. Ở cái này ông già rồi, không một hai người một bao. Dạ thì chưa ra nhưng mà con lên dốc một tí. Bây giờ cũng gần 12 giờ trưa rồi. Các cô các bác chắc là điệu nốt chuyến này là nghỉ ăn cơm. Nghỉ thôi, nghỉ thôi, nghỉ ăn cơm thôi. Trưởng thôn huy động nghỉ rồi. Đi vào xem bếp này. Ôi, bây giờ mới chặt gà thôi à? Làm từ từ, làm xong ăn sao? Làm xong lúc nào ăn lúc đấy à? Làm được món nào chưa? Anh Dũng tàu bếp này chắc còn một nửa xe thôi. Mà chiều tập trung vào điệu một lúc chắc là xong thôi. Chiều tập trung vào đông người si thì xong hết rồi. Sáng nay là cả si nữa thì chậm một tí. Chiều tập trung vào đợi anh Dũng với em Cố đang nấu cơm. Sắp ổn chưa anh? Khoảng mấy phút nữa ăn cơm. Bây giờ đang rang gà, rang thịt gà đây à? Đấy, thịt gà rang. Với cả lợn, thịt lợn sốt cà chua. Món kia đâu rồi? Anh để đâu rồi? Trong nồi à? Canh rau gì anh? Canh bí này. Thịt lợn sốt cà chua này, gà rang này, ba món này. Ây, thịt này. Đấy, giờ các chị, các cô, các chị đang ăn cơm. Ờ, ăn cơm đi. Cả nhà ăn cơm đi. Vâng. Thì em ngồi sau. Em ngồi sau được. À, về. À, ngồi ở bên nhà Phành này hai mâm, ngồi bên nhà ông bà ba mâm nữa cả. Đi sang bên đấy xem à. Tí tỏa với cô sang bên đấy chứ. Sang bên ông bà chứ. Đây là nhà ông bà của em Phành. Ngồi
mới đây 2 mâm à? 3 mâm. 3 mâm, 1 mâm trẻ con à? Vâng. Ăn cơm đi. Ngồi chưa đủ chưa? Đủ người chưa? Ừ. Lớp chó nó có cái gì một tí hồ. Nó nhảy hao chi hao. Đi nữa. Cái đống gì đó. Rồi rồi. Đã luôn cả nó xong rồi. Ê, tổ trưởng đứa đi. Mình mua chú bị sao? Đau xương, đau đầu. Đau đầu á? Ngủ cả đau xương kia. Đó à? Thầy có đi đâu rồi? Ngồi ăn. Ngồi đi, ngồi ăn cơm luôn. Dạ, cháu đi. Ăn này nó. Cái này chứ? Đạp bàn đi, đạp bàn nó rồi đi. Đạp bàn nó tốt rồi. Nó, rồi, nó rồi. Nó rồi, nó rồi. Thế là mi, nó rồi, nó rồi. Nó mà. Con này trang rồi, con này. Bà con thằng nó là con đâu? Má nó to này cả. Không phải đâu. Mời mấy anh em ăn cơm. Ăn cơm. Không, anh không uống rượu đâu. Rót cho Tỏa đây này. Tỏa với cả ông em này này. Không uống á? Chẳng chắc em không ai uống à? Không ai uống được. Ê, cô một mình rót tự uống đi. Làm luôn một ly nha. Làm một ly. Làm luôn một ly. Uống ít thôi, uống một ly thôi. Rồi. Rồi. Cho nó đủ món nè. Nào, em có tổng là thứ tầng. Tự sướng nhá. Tự uống đi. Ăn đi, ăn đi. Ai cũng uống ăn cơm đi. Đến nọ mà. Ăn cơm đi. Mời các cụ các bác ăn cơm. Vậy chú lần từ chú lần từ một tàu xe lát trong tàu lát trong tàu ăn tàu bên thủ dương nò nhỏ này thì nò mò đấy về 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 mày quá không mưa. Này là chiều chiều sáng là nay là mưa ấy, sáng nay anh tưởng là xe không lên được thì lại thôi rồi. Như này là chiều chiều. Hỏng hết cả việc. Xe máy lại chở được mà. Ừ. Không cần mà xe máy đâu, bây giờ đi cũng được mà. Đông người thì đi mấy chuyến nữa, chắc là hơn tiếng là xong. Bây giờ cứ cho các chị nghỉ ngơi tí đó. Mệt. Cho không nghỉ tí. Điệu này đôi khi nhìn mệt đấy. Không đơn giản đâu, đi xa đi lên dốc này trùng hết cả chân mà. Mình đi không còn toát hết mồ hôi cơ mà. Như trước em chở cái vật liệu này em phải chở, em phải nhờ anh em, nó còn nó vẫn đông như thế này. Một ngày thì một ngày cũng phải hơn 30 người. Em đổ cả cắt cả xi cả gạch em chở được hơn tuần tí. Đựu được hơn tuần tí. Thế thì sáng mai là em là tiến hành chát luôn nhá. Vâng, sáng mai. Mai là em tối nay em phải bố trí nhờ người chát. Em xem mai biết nhờ hết rồi đi. Chiều trưa nay vừa lúc chiều trưa 11 giờ em gọi hết cho nhờ hết cho anh em thợ rồi. Rồi ok. Chát ngoài trước, chát trong sau. Chát xong xong rồi là lát gạch nữa là xong. Vâng. Xong là bắt đầu nếu mà cát xi có thừa thì láng nốt cái hiên này. Đấy, hiên đằng trước này này. Trước thì nhà trưởng thôn đã xây một hàng gạch ở đây rồi. Bây giờ chỉ việc đổ đất vào. Xong là trộn bê tông thôi, đúng không? Là đẹp luôn. À trưởng thôn ơi, anh em bảo này. Vâng. Có chú Nhá ở bên Đức ấy. Đấy. Vâng. Là chú có gửi cho em 1 triệu. Chú Nhá. Ừ, chú Nhá. Vâng. Là gửi cho em 1 triệu, bây giờ anh đưa cho em luôn nhá. Vâng. Sáng nay còn. Sáng nay anh để 1 triệu trong túi này. Đây, em đếm hộ anh đi. Vâng. 1 triệu nhá. À chú ấy gửi cho em. Chú gửi từ hôm qua anh mới ra ngân hàng lấy tiền được nên là mới lấy lên cho em được. Vâng, đủ chưa? Đếm đi. Đủ anh ạ. Đủ một chưa? Triệu. Vâng, 1 triệu. Vâng. Cho em gửi lời
muốn cho em xin với lại cho em gửi lời cảm ơn chú Nhã có cái lòng quan chú tâm. Ở bên Đức cơ à, chú Nhã ở bên Đức Đức cũng có cái lòng lòng quan tâm đến em đấy, nhưng mà cũng cho em 1 triệu em cũng gửi lời cảm ơn chú Nhã với lại chúc chú luôn luôn có cái sức khỏe dồi dào và luôn luôn hạnh phúc với gia đình ạ. Thế nữa là cảm ơn cả anh Ước. Vâng, em vẫn chúc anh Ước luôn luôn có một cái sức khỏe dồi dào. Anh không có sức khỏe làm sao anh lên được đây. Vâng. Vâng, em cũng rất là cảm ơn đúng anh. Đúng không anh? Em rất là cảm ơn anh Ước ạ. À, nhá, xin. Cất đi. Vâng. Đằng nào nếu mà tiền mua thức ăn này nọ thì em cứ mua. Vâng. Còn cái tiền của chị Hạnh cho 20 triệu kia thì lúc nào mà làm hết xong anh giả hết vật liệu thừa đâu thì anh sẽ đưa lại cho gia đình em. Vâng. Đấy là thống nhất như thế. Vâng. Bởi vì là chị Hạnh chị cũng bảo anh như thế. Vâng. Ăn cơm mà trưa xong nghỉ ngơi xong rồi. Bây giờ lại mấy bác mấy chị lại tiếp tục. Mấy anh em lại tiếp tục đi ra gùi cát. Bởi vì bây giờ còn gần nửa xe nữa cơ. Chiều nay gùi cát xong là sáng mai trưởng thôn sẽ nhờ người và tiến hành chát luôn. Em này vẫn chở ấy à, chở bằng xe à? Vẫn chở cát bằng xe à? Phải mang bao chứ. Gọi phình mang bao. Hay chuyến sau mang được. Đấy còn một tí này nữa thôi, chắc là gần hơn gần tiếng là xong rồi. À, không phải một tiếng. Đây đấy kìa. Hai chuyến xong rồi. Ôi, hai chuyến xong rồi. Ôi, máu đi. Hai chuyến rồi. Đây đấy. Có tay rồi mà. Bây giờ múc đấy này cả. À. Múc đầy là xong sớm mới được nghỉ sớm. Các chị đang trêu nhau múc đầy à. Đập xuống nữa cả. À mình dọn tam nhá. Chào chào cả con về đâu. Ôi dồi ôi, đầy này cả. Cái này còn chậm tí nữa đủ rồi. Một cái điệu đầy luôn. Đầy áp luôn. Đấy à, dẻo luôn nó à. Ý là chó ấy chảy. Thế em nó chụp một hai. Của chị phải nhiều nhất. Một hai tuần nó chụp nó rửa nó ma lên ảnh ấy. Nó bỏ thế mà. Thôi nhiều quá bỏ bớt đi chị ơi. Béo quá cái này đa vừa. Giảm béo à? Ừ, giảm béo. Ô nặng thật đấy. Thế là hai chuyến là xong rồi. Nãy phải ra hết đây rồi đấy. Chắc mỗi người tầm 3 lượt nữa là xong mà. Tí còn có mấy người nữa cơ mà. Đông mà. Vâng, tí nữa họ lại ra mà. Nào lên, em hộ chị. Các chị nha, cho múc cho các em mới đi trước là đầy áp luôn. Vâng, nào hộ chị. Ra sức. Ra sức. Được không? Rồi. Thôi, em chào chị nha, em về luôn đây. Vâng, các chị hộ nhau nhá, trêu thôi nhá. Đi về bao giờ? Vâng, em về luôn. Vâng, cảm ơn chị. Nhau. À đây đây, em hộ thôi. Nào. Lấy lên vai này là hơi khó. Nó chỉ cần có đà lên là điệu được. Thôi các chị làm nhá. Em xin phép em về đây. Thôi anh xin phép nhá. Mấy anh em làm sau nhá. Đấy, tôi về thong thả nhá. Về thong thả chứ. Đấy, tôi mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Trời bắt đầu hừng nắng rồi.